Dạ Hùng Mạnh kính chào cô chú. Thì hôm nay Hùng Mạnh vừa chạy ngang nhà Chiến thì hôm nay thấy ở đây là cái dạ cũng như thường lệ thì trước tiên thì Mạnh xin chào cô chú anh chị trong nước như ngoài nước nhiều sức khỏe. Thứ hai thì Mạnh muốn chia sẻ đến cô chú anh chị hôm nay thì Mạnh đang trên đường thì Mạnh thấy là nhà chị Yến đang vỡ cô chú, thì Mạnh cũng nghe nói là vỡ cái nhà đó để bàn giao cho người nhà của chị Yến cũng 2 ngày trước đó, cũng như giống như cô chú đã biết 2 ngày trước thì chị Yến bỗng nhiên là không có thấy đâu, thì ai cũng đều quan tâm đến chị hết, thậm chí là mấy anh em nhiệt tình đi kiếm chị Yến nhưng không gặp. Thì cái clip hôm qua thì mấy anh em trực tiếp đến cô bán cơm cũng đã chia sẻ, thì cũng như là con chị Yến đã đến và gặp cô bán cơm, đã nói là đưa chị Yến đi trị bệnh. Cô chú đã biết, cũng đã xem rồi. Nếu mà thật sự người nhà mà đưa chị Yến đi trị bệnh, cái đó điều đó là cũng là rất là tốt của chú. Ai cũng mong cho chị khỏe, cũng như là mong cho chị được hết bệnh để về sống với gia đình. Còn thứ hai tiếc là những cô chú anh chị thương chị Yến, Mạnh Thường Quân mới cắt nhà cho mà thật sự là chưa được ở một ngày nào luôn á, thì cái nhà thì hôm nay đã tháo vỡ rồi. Cái điều đó thì nói chung thì ai cũng đều biết trước hết á, tại vì đất là không phải của chị Yến, cho nên là trước sau thôi, nhưng mà không ngờ lại mau đến như vậy. Thì thôi cái chuyện đó thì mình không nói đi, thì cũng mong cho chị Yến được khỏe lại để về sống với gia đình cũng như sống đến người thân. Thứ ba nữa thì Mạnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm cũng như là thương yêu chị Yến trong suốt thời gian qua. Chị là một người rất là chân thật, hiền hòa luôn cô chú. Nói chuyện thì rất là lễ phép, nhỏ nhẹ. Tuy mà chị sống cuộc sống lang thang vậy đó, nhưng mà cô chú anh chị cộng đồng mạng đều rất là thương, rất là mến chị luôn. Thì từng cái cử chỉ, cái lời nói của chị, cái hành động của chị làm ai cũng đều thương mến hết cô chú, thậm chí các anh em rất là khâm phục chị luôn. Chị nói rất là hay, rất là khôn, nhỏ nhẹ mà nó chân thành, chân thật lắm cô chú. Giờ Mạnh đang trên đường lại cái ngôi nhà chị Yến đó để xem thử có đúng như vậy không. Thì nãy giờ Mạnh chạy ngang thôi, nhưng mà Mạnh đang đi công việc chạy ngang thì thấy có 2-3 người đang cầm búa gỡ gì đó, nhưng mà thật sự là không có biết là phải tháo hay không đó, cho nên bây giờ Mạnh đang quay lại để gửi đến cô chú anh chị xem. Cô chú đã biết thì bỗng 2 ngày trước tự nhiên không có ai gặp chị Yến, trời ơi ai cũng đều lo lắng, ai cũng kiếm chị Yến kiếm tối ngày luôn, thậm chí ban đêm mà vừa nghe có người gọi nói chị Yến đây nè là mấy anh em mở cửa xách xe ra là chạy đi kiếm liền luôn, thậm chí đi kiếm tới 9 giờ mấy 10 giờ luôn. Cũng nhiều người khá, nói chung là ai cũng đều nhiều, người ta không phải là phá cô chú, tại vì người ta mà giống như đang trên đường chạy xe đó, cái gặp sớt người đó qua thấy giống chị Yến quá đó, cho nên người ta nghĩ là chị Yến, ai cũng đều quan tâm, cho nên là gọi cho mấy anh em chạy lại, nhưng mà thật tiếc là không phải. Thì nói chung thì người nhà đã đưa chị Yến đi trị bệnh rồi. Mà tối hôm qua thì Mạnh cũng có liên lạc đến cái một người con của chị là con trai, cũng có hỏi, nói chung nói chuyện cũng nhiều, cũng có hỏi, nhưng mà cái địa chỉ thì người ta con, đứa con thì không có cho cô chú, là chỉ có nói là đã đưa chị Yến đi chữa bệnh, đợi chị khỏe thì giờ rước về, chứ là thì Mạnh cũng mong cho chị được khỏe để về sống đến gia đình. Cái địa chỉ thì không có cung cấp được, tại vì người con nói là chị giống như là, nói chung là mình không có cung cấp cái địa chỉ được với cô chú, thì mong cô chú chị thông cảm á. Bây giờ Mạnh đang trên đường chạy lại cái nhà của chị để coi thật sự là có tháo gỡ hay không. Thì hồi nãy là Mạnh nghe nói nhiều lắm là tháo gỡ để bàn giao lại cho người nhà của chị Yến, là chị của chị Yến á. Thì mấy clip trước thì Mạnh cũng có đăng tải chú chuyển á, nói là đưa chị Yến đi trị bệnh, nhưng mà thì thật sự là 2 ngày trước là vừa nói xong ngày 2 ngày là người con đã đưa chị đi rồi đó. Thì bây giờ thôi Mạnh sẽ không nói nhiều nữa,
Mạnh xin mời cô chú anh chị cùng lại chỗ cái căn chòi cũng như là cái căn nhà nho nhỏ của chị, coi thật sự là có đang tháo vỡ hay không. Nếu mà Mạnh có thể Mạnh sẽ phát trực tiếp, còn không thể thì Mạnh chỉ quay thôi, quay để gửi đến cô chú, quý cô chú anh chị á. Chứ nhiều lúc là mình phát trực tiếp á, người ta sẽ không có cho đâu cô chú. Mong cô chú anh chị thông cảm ha. Rồi Mạnh xin mời cô chú anh chị ạ. Dạ Hùng Mạnh kính chào cô chú. Thì hôm nay Hùng Mạnh vừa chạy ngang nhà Chiến á, thì hôm nay thấy ở đây là cái hôm nay thì Mạnh thấy là đang dỡ nhà của chị Yến luôn chú. Thì Mạnh mới hỏi thì chú nói là bàn giao bên người nhà chị Yến gì đó. Đây Mạnh sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem. Thì bây giờ Mạnh sẽ mời cô chú anh chị lại có chị của chị Yến luôn. Mình sẽ lại để trò chuyện cùng chú với chị của chị Yến luôn chú. Này anh có liên quan gì không anh? Không anh ơi. Dạ. Em làm cho mướn, làm mướn. Dạ. Chủ quan làm mướn. Không phải chủ đất luôn. Đất này của nhà nước mà. Ừ thì nói vậy làm, nói chung là mướn cho nhà nước á. Dạ dạ, làm mướn cho nhà nước ha. Mạnh kính chào cô chú, thì hôm nay á Mạnh chạy ngang thì thấy nhà chị Yến là đang tháo gỡ cô chú. Thì nghe ở đây nghe chú nói là tháo và để bàn giao cho người nhà của chị Yến á. Có chị Yến. Mạnh kính chào chú, thì hôm nay Mạnh vừa chạy ngang á thì thấy cái ngôi nhà chị Yến là đang tháo gỡ. Cái anh này là anh làm thuê thôi chứ không có phải là chủ đất ở đây gì hết. Em nói chung là làm mướn, em dạ. Không có làm. Dạ dạ. Dạ không, em chỉ quay bình thường thôi, anh cứ làm bình thường. Không thì cứ quay nhưng mà đừng có đăng lên nó, mất công người ta không biết. Hiểu lầm phải không? Ừ. Mình là bên như bên thợ hồ đó đúng không? Dạ dạ. Cắt chưa ở được ngày nào luôn anh. Tội đúng không? Dạ, em cũng thấy nói chuyện rất là bình thường luôn. Hiền, cái đầu không được lắm, trầm cảm đúng rồi. Ơi, bữa mua dưa hấu tới giờ luôn nè. Chưa ăn luôn. Tội quá. Chú thấy. Alo. Cháu không tội trong này là chạy lên. Đó thì vừa rồi thì quý cô chú cũng đã thấy mấy anh là đang tháo gỡ cái nhà của chị Yến đó, thật sự luôn. Nhìn cái cảnh tượng này cô chú anh chị cũng như là mấy anh em ở đây rất là buồn cô chú. Mới cắt được cái ngôi nhà, cái mái ấm của chị Yến để cho chị Yến được che mưa che nắng, nhưng mà thật sự là chưa được ở một ngày nào hết á. Quý cô chú thấy không, có trái dưa hấu nè, trái chuối nè, thậm chí xôi mà chị còn chưa được ăn luôn cô chú, còn treo ở trong nhà nữa nè. Quý cô chú thấy nó nhìn nó rất là cảm động, rất là xót luôn. Bây giờ thì mong Mạnh cũng mong cho chị được trị bệnh khỏe lại để về sống với gia đình, sống đến người thân cũng như là hòa tới cộng đồng được vui vẻ hơn. Giống như bây giờ hy vọng thôi, bây giờ Mạnh với hy vọng là thật sự là chị mong được khỏe lại để về đến gia đình. Thì Mạnh cũng cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã thương yêu cũng như là đã giúp đỡ cho chị Yến trong cái thời gian suốt thời gian qua. Mạnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Đó, thì mấy anh em cũng chân thành mong cho chị Yến được khỏe để về đến gia đình cũng như là về đến người thân. Thôi thì cái video tới đây á, thì Mạnh cũng cập nhật cái thông tin để gửi đến cũng như là ghi hình đang tháo cái nhà của chị Yến để bàn giao cho một cái người chị của chị Yến. Thì Mạnh cũng xin kết thúc hẹn của chú anh chị những video sau.
Mạnh mong cô chú chị cho Mạnh xin một like, một đăng ký để có Mạnh làm với những video hay và ý nghĩa hơn nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video sau ạ.